Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 24 tháng 10 diễn ra tiêu cực trước áp lực bán mạnh trên toàn thị trường. VN Index chốt phiên sáng chỉ còn 996,45 điểm sau khi giảm gần 24 điểm với hàng loạt cổ phiếu bất động sản và chứng khoán giảm sàn. Sau phiên giảm mạnh cuối tuần trước, thị trường mở phiên đầu tuần với sự phục hồi nhẹ, nhưng chủ yếu nhờ các mã cổ phiếu blue chips như VCB, BID, TCB. Tuy nhiên, không lâu sau đó, VN Index tụt sâu vì lực bán dâng cao. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán dẫn đầu giảm mạnh với Việt Nam đồng giảm sàn và dư bán sàn hơn chục triệu cổ phiếu, khiến đà giảm lan tỏa khắp thị trường. Nối tiếp là hàng loạt các mã cổ phiếu chứng khoán khác như FTS, PSS, ABC, CTS cũng giảm hết biên độ. Không chỉ nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản với áp lực lớn VSM và VIC khi hai cổ phiếu này giảm khoảng 5% gây áp lực lớn lên chỉ số. Các cổ phiếu khác như KBC, SDC, TDC, NTL, SEC, NBB, SCR, DSG, DIG cũng rơi về mức giá sàn. Hầu hết các nhóm cổ phiếu đều giảm sâu khiến VN Index giảm mạnh và không có lực đỡ. Lực bán áp đảo kéo VN Index trong phiên sáng có vài lần thủng mốc 1.000 điểm, sau đó kéo nhẹ lên rồi tiếp tục thủng sâu, rơi hẳn xuống 996 điểm khi tạm chốt phiên sáng. Chỉ vài cổ phiếu trong nhóm bán lẻ và hóa chất đi ngược thị trường là DCM tăng 1,17%, TPM tăng 0,46%, FRT tăng 2,32%. Kết thúc phiên sáng, VN Index giảm 23,37 điểm, chiếm 2,29%, xuống còn 996,45 điểm với đến 382 mã giảm, trong đó 60 mã giảm sàn, 52 mã tăng và 37 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường trong phiên sáng vẫn ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường chỉ hơn 5.000 tỷ đồng.